thông báo thời gian tổ chức Hội Khỏe Phù Đồng huyện Nậm Nhùn lần thứ 5 năm 2024. Hội Khỏe Phù Đồng là đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học của các đơn vị nhà trường. Đồng thời, thông qua việc tổ chức Hội Khỏe Phù Đồng huyện Nậm Nhùn lần thứ 5 năm 2024 nhằm phát hiện những tài năng thể thao trong học sinh của huyện để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng vận động viên nòng cốt thúc đẩy các phong trào thể dục thể thao trường học, cũng như chuẩn bị lực lượng tham gia Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Lai Châu lần thứ 9 năm 2024. Theo đó, Hội Khỏe Phù Đồng huyện Nậm Nhùn năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2024. Tham gia Hội Khỏe Phù Đồng huyện Nậm Nhùn lần thứ 5 năm 2024 có 420 vận động viên thuộc 18 đoàn. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài với 9 nội dung thi đấu: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, đá cầu, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co và cờ vua. Các môn thi đấu sẽ được diễn ra tại khu vực quảng trường Nhân dân huyện, trung tâm hội nghị văn hóa huyện, trường trung học cơ sở thị trấn và sân bóng nhân tạo cạnh trường tiểu học thị trấn. Các môn thi đấu sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 22 tháng 1. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 1 năm 2024 tại quảng trường Nhân dân huyện. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 1 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện sau khi kết thúc các môn thi đấu.